sĩ nói bác mất sức quá nên ngủ rồi. Ngày mai sẽ tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn, anh đừng có lo. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Má khỏe chưa anh hai? Má khỏe rồi, sáng mai má mới tỉnh. Em muốn vô thăm má. Để má đi trước, má đang ngủ, cần yên tĩnh. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, thôi em về đi, để hai bác trông. Đúng rồi đó chị, để em với anh hai ở lại được rồi. Nhưng chị muốn ở lại với anh em thêm chút nữa. Không được đâu, ở đây chỗ đâu chị nằm, phải có chỗ phòng riêng cho chị nằm chứ. Thôi, Trúc nói đúng đó. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, để cho anh với Trúc đỡ áy náy. Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa hả? Không phải vậy đâu, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Chị Trân, anh hai em với em cực khổ quen rồi, chị thì không thể như vậy đâu. Chị đã giúp đỡ gia đình em như vậy là quá lắm rồi. Nhưng mà chị sẽ không được ngồi bên cạnh anh hai em như vậy nữa. Vì chị về nhà thì ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi. Là sao? Em nói gì vậy? Tại sao lại không còn? Bỏ đi, em chỉ nghĩ như vậy rồi nói như vậy thôi, không có gì đâu. Nhưng anh nghĩ là có. Em đang chất chứa điều gì đó trong lòng mà khó nói ra, đúng không? Mắt em kìa. Mắt em sao? Buồn lắm. Không phải, tại mắt em đói bụng đó. Bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn đi. Hai anh em không đói hả? Nãy giờ em lo cho má nên em không thấy đói. Giờ chị nói em mới thấy đói. Đói thấy chưa? Đói thì đi ăn nha. Em biết gần đây có quán ăn ngon lắm. Em mà cũng ăn khuya vậy hả? Bụi đời quá ha. Anh tưởng chỉ có anh mới biết ăn khuya, mới biết bụi đời thôi hả? Tại vì em với Lam Anh với lại bọn cha cũng đã ăn ở đây rồi. Tại vì lần đó tụi em có người bạn bị tai nạn cũng nằm ở đây nè, nên mới biết. Đợi em chút, em vô lấy túi sách nha. Nước sôi, nước sôi. Cái này là mì nước hả? Dạ. Mì nước của em nè. Cái nào của chị? Mì hải sản. Nè, mì hải sản của chị nè. Trúc làm chứng nha, anh Hoàng Nam gọi chị bằng chị đó. Mì trộn của em nè. Cảm ơn chị nghe. Ngon quá, ba người ăn ba thứ. Anh hai thì ăn mì trộn nè, chị thì ăn mì hải sản, còn em ăn mì nước. Nếu có má ở đây thì má sẽ ăn mì gì ta? Mì xào giòn, má thích mì xào giòn lắm. Hay quá, vậy mai mốt má hết bệnh, ra chuyện mình dẫn má đi ăn mì xào giòn nha. Lại đi anh. Ủa, cổ làm gì vậy em? Cổ đang cầu khấn người khuất mặt khuất mày phù hộ cho người thân của họ tai qua nạn khỏi. Có lần vô bệnh viện thấy cảnh này em cũng ngạc nhiên như anh vậy. Nghe nói là chỗ này linh thiêng lắm, nên người thân của người bệnh thường ra đây để cầu xin.
Anh nhìn kìa, đó. Ủa, mà em đưa anh ra đây làm gì? Cầu xin cho má anh hả? Má anh khỏi rồi mà. Cho mình. Cho mình? Ừ. Ủa, mình đâu có bệnh gì đâu mà cầu xin. Anh cứ chịu em một chút xíu thôi nha, đâu có ai đâu. Đi. Ờ, nè. Anh đốt giùm em cái nến này đi, cắm chung với chỗ nến kia kìa. Đó, anh làm đi. Quỳ xuống đi anh. Hôm nay cầu cho vong linh những người đã khuất chứng giám cho chúng tôi là Lê Nhã Trân và Nguyễn Hoàng Nam sẽ nguyện yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Anh khấn đi. Anh biết khấn gì bây giờ? Bất ngờ quá anh không chuẩn bị. Thì anh nói cái gì cũng được, nói những gì thật lòng của anh đối với em là được. Tôi là Nguyễn Hoàng Nam, xin nguyện yêu thương chung thủy với Lê Nhã Trân suốt cuộc đời này. Dạ mời ông bà. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Tư. Mời anh. À, em nè. Em đã gọi cho Nhã Trân chưa? Nhã Trân nói là về trước 10 giờ mà. Hôm qua em nói rồi. Ăn xong á, em nhớ gọi cho con lần nữa, coi chừng nó quên. Bọn trẻ bây giờ ham chơi lắm. Dạ, em biết rồi. Lát nữa em gọi. Anh ăn đi. Bác thấy trong người sao rồi? Bác thấy khỏe hơn chưa? Cảm ơn con. Bác đỡ nhiều rồi. Bác cũng không biết nói làm sao nữa. Má con của bác mang ơn con nhiều lắm. Má à, Nhã Trân không muốn má nói gì đâu. Thì má chỉ nói sự thật thôi mà. Má có nói gì sai đâu. Nếu không có cô Nhã Trân thì không biết bây giờ má con mình có còn được ngồi nói chuyện với nhau như vậy không nữa. Dạ không có gì đâu bác. Chuyện này chuyện nhỏ thôi mà. Anh Nam còn giúp con nhiều chuyện hơn vậy nữa. Thiệt vậy hả con? Dạ đúng rồi. Má đừng bận lòng về chuyện này quá, má ái ngại cho Nhã Trân. Dạ. Thôi má nghỉ ngơi đi. Alo Trân à, con đang ở đâu vậy? Dạ con đang trên đường về.
Má an tâm đi, con về liền. Dạ. Dạ thôi, bác nghỉ ngơi đi, con xin phép về nhà. Ừ, con về nha. Dạ, chị về nha. Dạ, em biết rồi. Em về nha. Nhà Trân. Chuyện gì vậy anh? Em hãy hiểu cho anh. Tới lúc thích hợp, anh sẽ đến gặp ba má em. Đừng buồn anh nha. Em biết rồi, em đi nha. Bà nè. Dạ. Con nó về tới đâu rồi? Đang trên đường về. Còn sớm mà. Lần sau á, đừng có cho nó đi xa vậy nữa. Không quản lý được gì hết trơn á. Em biết rồi. Alo. Tôi Oanh đây, chị Trang. À, dạ chào chị Oanh. Nhã Trân đã về chưa chị? Dạ, chắc khoảng tiếng hay nửa tiếng gì đó cháu về. Chị nhớ nói Nhã Trân cùng đi nha chị. Dĩ nhiên rồi, chị yên tâm đi. Chị chào chị nha. Dạ, chào chị. Chị gì vậy? Chị Oanh hỏi Nhã Trân về chưa. À, chị Tư. Dạ. Ra có ai vậy? À, hay là Nhã Trân nó về. Nhưng sao nó về sớm vậy ta? Con chào dì Tư. Dì Tư con. Có nhớ con không? Ừ, nhớ chứ. Ông chủ bà chủ đang đợi con trỏng á. Bà má con đang làm gì vậy? Đang ăn sáng. Dạ. Con chào ba má. Ủa, con đi xe gì về sớm vậy? Dạ con đi xe tốc hành. Đó, ông thấy chưa? Con nó nói về là về mà. Nè, nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn sáng. Rồi cả nhà mình cùng ra sân bay nghe chưa? Ừ. Chị Tư. Dạ. Còn đồ ăn sáng gì cho Nhã Trân không? Dạ con. Nè, cô Quỳnh cổ mới điện hỏi thăm con đó. Ba chưa có thấy ai thương con cho bằng cô Quỳnh hết trơn á. Có chứ, tại ba chưa thấy thôi. Ai vậy? Nói ba nghe coi. Thì ba má chứ ai vô đây. Ba má là người thương con nhất trên đời này. Con nhỏ này nè, chỉ giỏi nịnh thôi à. Phải rồi, con nói nó đúng á, có phải nịnh đâu. Bên nhà chồng có thương mình cỡ nào cũng đâu có sánh mặt cha mẹ công dưỡng dục sinh thành, đúng không? Dạ. Cảm ơn dì Tư. Ăn đi con. Nè, ăn đi con. Con á, ngó qua ngó lại là tới giờ bây giờ đó. Con mời ba má. Ăn đi con. Ăn đi. Ba má ăn rồi hả? Ừ. Ba. Ừ? Ba mới nói ba thương con nhất trên đời này, đúng không? Dĩ nhiên rồi. Vậy nếu như con xin ba một điều gì đó, ba có cho con không? Trước hết á, ba cũng phải biết điều đó là điều gì chứ. Má thấy chưa, vậy mà ba nói là ba thương con nhất. Con thấy hả, chỉ có má là thương con nhất thôi hả? Con nè. Cái gì á, má không đồng ý với con, ba cũng không chấp nhận đâu. Nhưng mà con quá tuổi vị thành niên rồi. Hơn nữa. Quá tuổi vị thành niên, tức là con muốn làm gì thì làm phải không? Con nên nhớ, áo mặc không qua khỏi đầu đâu. Nhưng áo trồng đầu thì sẽ qua đầu chứ, đúng không má? Thấy chưa, ông thua nó rồi đó. Má con bà chỉ giỏi bên nhau thôi. Bà thấy con á, không nên tiếp tục tham gia những thứ đại loại như công tác xã hội đó nữa. Con thì thấy nên, vì công tác xã hội đó rất hữu ích. Và
đã giúp cho con người phát triển nhận thức về cộng đồng xã hội, giáo dục lòng nhân ái, vân vân. Thôi nè, ăn đi con. Ăn mà nói nhiều quá không tốt cho tôi quá đâu. Bà này, ước ăn thì không đúng chỗ vậy. Cha con tôi đang tranh luận thôi mà. Lịch sự một chút đi bà. Tôi xin lỗi. Con thấy ba không nên áp bức má như vậy. Trong nhà này á, má giống như là cái bóng của ba vậy. Ba đứng thì má đứng, ba ngồi thì má ngồi. Như vậy là không công bằng. Con à, ba con chỉ giận cho vui thôi. Nếu mà sáng nay con không đi đón Tuấn Trung thì ba sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đem đi kiếm nó thử coi. Anh à, sao thằng Tuấn Trung nó lâu ra quá vậy? Tôi cũng không biết nữa. Sao mà lâu quá vậy? Alo. Em bận một chút việc ở sân bay. Một chút nữa xong việc em sẽ vô. Má khỏe chưa anh? Má sẽ chuyển ra phòng ngoài sáng nay. Chừng nào em tới nhớ gọi cho anh biết trước nghe. Còn nếu bận việc cứ từ từ tới cũng được. Xong vậy em sẽ vô liền. Em đang khó chịu lắm. Khó chịu? Có chuyện gì vậy em? Hay là tối qua ngủ không được? Không phải, chuyện này phức tạp lắm. Dài dòng nữa, nếu mốt gặp em kể cho nghe. Ok. Vậy nha, em nhớ anh lắm, em cúp máy đi. Má đi đâu vậy? Má đi tìm con chứ đi đâu. Má gọi điện thoại không được. Quá ra con ngồi ở đây nói chuyện với bạn. Đứa nào vậy? Nói cho má nghe được không? Rồi má sẽ biết. Đừng có nói với má là bạn trai đó nghe. Bạn trai thì sao? Bà kêu má đi tìm con. Ngó quanh không thấy con, ổng sốt ruột trống kìa. Con hiểu tại sao ba má có vẻ áy náy trước cô Oanh và bác Trí như vậy. Ba má thiếu nợ họ hả? Không phải. Chẳng qua là ba con rất muốn thành chuyện của con và Tuấn Trung. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con không yêu anh Tuấn Trung. Con chỉ coi anh ấy là bạn. Con chính thức cho má hay. Con đã có người yêu rồi. Con đã có người yêu? Sao má lo lắng vậy? Má phải vui lên khi nghe con nói là có người yêu chứ. Con nghĩ sao mà má không lo cho được chứ? Má ơi, má cứ yên tâm đi. Chuyện gì? Chứ chuyện của anh Tuấn Trung con sẽ có cách giải quyết. Cách gì? Con đã biết cách tự giải quyết vấn đề của mình mà. Má đừng có lo cho con nữa nha. Thôi mình vô đi. Ngồi đi con. Sao mà lâu quá vậy ta? Anh ơi, Tuấn Trung kìa. Nó ra rồi kìa. Tuấn Trung. Mẹ nè. Mẹ. Con. Ba. Thì con. Ba. Chào cháu. Dạ. Nhìn đẹp trai dữ hen. Dạ, bác quá khen. Chào con. Dạ. Chào Trân. Chào anh. Thôi mình về nhà nói chuyện đi con. Dạ, đi má. Thôi mình đi. Sao, con khỏe không? Dạ khỏe.
chiều nay anh chị và Nhã Trân ăn cơm với gia đình chúng tôi nha. Được, được. Hả? Tuấn Trung về nghỉ ngơi nha. Dạ, con cảm ơn bác. Nhã Trân, nhớ đến nha, anh có quà cho em đó. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, anh chị về. Dạ, chào anh. Chào anh. Dạ, cô chào bác. Chào cháu. Dạ, chào bác. Chào dạ. Cháu bác. Ừ, anh đi chào nha. Con. À, hai mẹ con đứng đây, anh đi lấy xe. Dạ, dạ. Chiều nay con không đi đâu. Sao vậy con? Cô Quỳnh và Tuấn Trung đã ngỏ lời mời nhà mình và con cũng đã đồng ý rồi mà. Nhưng mà con có việc phải vô trường rồi. Sao vậy? Con vô trường làm gì? Con đã tốt nghiệp rồi mà. Con phải vô trường để hoàn thành một số thủ tục, với lại con phải làm lễ tốt nghiệp nữa. Thôi được rồi, con chờ chút đi, ba con chở con vô trường luôn nha. Thôi, con tự đi được rồi, con đi nghe má. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Mắt công em quá à. Từ từ tới cũng được. Má anh cũng đã ổn rồi, để chuyển ra phòng ngoài. Có gì đâu, tại em không muốn gặp mấy người đó nên phát mệt. Người nào? Thì mấy người em đi đón sáng nay đó. Vậy thì đón làm gì? Không đi không được. Ba em... Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Em có một ít trái cây cho má nè. Nè. Em chủ đáo quá. Thôi đi vô. Gì vậy? Của anh nè. Thôi anh không nhận đâu. Không nhận hả? Ờ. Nhận không? Không. Thôi. Nhận liền à? Ê. Rồi nhận được chưa? Lần trước anh có thể vì lòng tự trọng mà không nhận, còn lần này không nhận là không được. Ừ. Đứng lại. Nói xong rồi phải làm gì đi chứ. Con à, kỳ này về nước con thấy Nhã Trân thế nào vậy con? Ba với mẹ định... Anh... Chuyện của con thì để cho con nó nói. Thì... ba cũng là ba của con mà mẹ. Ba nói cũng được có sao đâu. Nhưng mà cưới vợ cho con, chứ đâu phải cưới vợ cho ba con đâu. Đó, con là luật sư. Con thấy không? Mẹ con xúc phạm nhân quyền của ba ghê chưa? Này nha, nhân quyền á không có lớn bằng vợ quyền đâu nghe chưa. Nhân quyền á là chỉ nói chung chung thôi, chứ vợ quyền là nói có cụ thể, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng đó. Tôi đã đầu hàng suốt hơn 20 năm nay rồi, từ khi Tuấn Trung chưa ra đời nữa kìa, được chưa? Con thấy không, ba con đó là người đàn ông dễ thương đó, nhưng mà sợ mẹ lắm đó. Mẹ nè, ba con á là ba con thương mẹ, chứ không phải sợ mẹ đâu nghe. Đúng. Mẹ thấy không, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đó, ba cũng nhường mẹ hết á. Đúng đó. Ừ, hơi bị oai phong đó nghe mẹ. Đúng. Bà thấy chưa, đúng là đứa con quý tử, nó nhìn thấy bản chất của tôi đó. Thôi thôi, bây giờ nói khen qua khen lại vậy là đủ rồi. Bây giờ á, mẹ muốn hỏi con nè, con có thích Nhã Trân không vậy? Mẹ thấy nó vừa học giỏi nè, lại vừa xinh đẹp nữa. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối với nhau. Ba mẹ định chuyến này con về nước được 2-3 tháng làm đám cưới cho tụi con luôn nha. Bên kia bác Lâm cũng đồng ý rồi đó. Ủa sao gấp quá vậy mẹ? Hôn nhân là chuyện hệ trọng mà. Trời đất ơi, gấp cũng cưới mà chậm cũng cưới nữa. Con không nghe ông bà mình hay nói là cưới vợ là phải cưới liền tay sao? Mẹ con nói đúng đó. Hồi đó ba mẹ gặp nhau, thương nhau, một tuần sau là cưới liền.
Trời đất ơi, ông làm như là tôi ế lắm vậy đó. Con biết không, hồi trẻ mẹ thiếu gì người theo chứ. Chẳng qua cưới sớm như vậy là để chạy tang đó. Chạy tang? Ủa chạy tang là sao hả mẹ? Chạy tang tức là đám cưới trước đám ma. Ngày xưa ông nội con bị bệnh, nếu mà ông nội con mất á, thì phải 3 năm sau mới cưới được. Thành ra phải làm đám cưới trước. Ba con mà thấy mẹ một cái á, thì làm sao chịu nổi, đành phải cưới liền. Như vậy mới gọi là chạy tang đó con. Đám cưới của hai đứa tụi con á rất là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến sự liên kết kinh doanh của hai công ty chúng ta để chống lại các đối thủ. Nhưng con và Nhã Trân mới gặp nhau có 2 lần à, chưa có gì sâu sắc hết á. Nhưng mà vấn đề là con, con có thích Nhã Trân hay không? Mẹ thấy nó vừa xinh đẹp, có học thức, lại môn đăng hộ đối với gia đình mình. Thời buổi bây giờ mà kiếm được một gia đình như vậy là cũng hơi khó đó. Dạ con cũng thấy thích thích Nhã Trân. Vậy là được rồi. Bên này mặc dù chưa có lễ lạc gì, nhưng ba mẹ cũng đã coi Nhã Trân như là người nhà từ lâu rồi. Con cũng muốn có thêm thời gian để tụi con tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn, chứ sống chung không có đơn giản đâu ba mẹ. Được rồi, chuyện đó đâu có khó gì đâu. Hiện nay con còn được ở tới mấy tháng phải không? Hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện cho hai đứa gặp gỡ, tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Thôi, cả nhà mình xuống ăn cơm đi, nguội hết rồi đó. Thôi, đi con. Dạ. Đi con trai. Cái nhà này chết hết rồi hay sao mà không ai ra mở cửa vậy? Bà làm gì ở trỏng nãy giờ mà không ra mở cửa? Bà có nghe tôi nói không hay là bà điếc rồi hả? Nếu điếc thì đã không nghe chuông. Bà nghe chuông, tại sao bà không ra mở cửa? Tôi bận. Còn thằng Tiến, con bỏ Châu đâu? Thằng Tiến con của ông tôi không có biết. Con tôi không phải con bà hay sao? Không, tôi không có xin nó ra. Thiệt, điên quá rồi. Mày làm gì thằng quỷ kia? Gì vậy? Ông vô phòng mà không chịu gõ cửa gì hết trơn vậy? Ông phải lịch sự chứ. Phòng tôi mà, lỡ phòng của bọn Châu thì sao? Ông cũng gì hả? Mày đúng là thằng bất dạy mà. Nè 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 nè, nói chuyện không có chỉ như vậy nha. Tôi bất dạy lâu rồi, ông có dạy tôi ngày nào đâu mà kêu mất hả? Mày đúng là đồ hư hỏng. Mày lẩm vô ba cái thứ dâm ô đồi trụy này, học hành thì không nên thân nên dáng gì hết. Mày nhìn con bội Châu kìa, nó là con gái con nữa mà sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn mày đúng là không biết xấu hổ. Xấu hổ? Ôi, xấu hổ kìa, nó học giùm tôi đó rồi sao? Mày nói cái gì? Nó học giùm mày à? Ờ, trước sau gì tôi cũng lấy nó à? Mày lấy nó? Mày dám ăn nói vô đạo vậy sao? Cái gì vậy? Vô đạo cái gì hả? Tôi nó có phải anh em huyết thống cái gì đâu, đúng không? Tôi là con riêng của ông, nó là con riêng của má nó. Dính dáng gì? Nhưng tôi cấm mày, mày không được đụng tới nó. Nó là đứa con gái tốt, không phải hư hỏng như mày. Mày đi ra ngoài đường mà kiếm. Ông lấy cái quyền gì mà ông cấm hả? Đi ra ngoài đường kiếm gì vậy? Cho mệt hả? Tôi đâu có rảnh. Tôi thề với ông tôi sẽ lấy nó, tôi thề đó. Thằng khốn, tôi cảnh cáo mày. Cảnh cáo tôi hả? Hả? Ông cảnh cáo tôi hả? Hả? Tôi mới là người cảnh cáo ông đó nha. Ông đừng có hồ đồ gì nghe chưa? Nghe chưa? Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà hả? Ông mới là người đi ra khỏi nhà đó, nghe chưa ông già? Đi ra. Ba có sao không? Ông già rồi. Kể từ hôm nay ông không được xí vô chuyện của tôi nghe chưa? Mày cái gì?
Mày rồi sao? Ba, ba, anh còn đuổi nó làm cái gì nữa? Kêu xe cấp cứu đi. Tự đi kêu đi. Ba, ba, kêu xe cấp cứu đi. Trúc, nhớ cho má uống sữa nha. Dạ, em nhớ mà. Mà má em cũng ngộ lắm chị ơi. Ngộ gì? Ở dưới quê, mỗi lần má em bệnh, em khuấy sữa cho má uống. Má nhất định không chịu uống. Xong rồi cái lên đây, chị Trân khuấy cái má uống. Con nhỏ này thiệt tình hả? Sao vậy má? Chắc phải có lý do gì đúng không? Cũng cùng một loại sữa thôi mà. Bác nói cho hai anh em họ nghe đi bác. Coi chừng họ xoa bì kìa. Đúng rồi đó. Con tuổi thân lắm á nha. Cũng dễ hiểu thôi mà. Tự nhiên má thấy vừa thương vừa mang ơn Nhã Trân nữa. Má không hiểu sao ông trời lại xui khiến Nhã Trân tới gia đình mình trong lúc ngặt nghèo như thế này. Má nghĩ má con mình cũng còn chút phước đó. Bác ơi, không có chuyện gì đâu. Chuyện nó nhỏ xíu à. Nhà mình nghèo khó, chứ đâu có dư giả như người ta mà không lo xa hả tụi con. Má yên tâm đi mà. Kỳ này con học xong cấp 3, con sẽ lên Sài Gòn vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền nuôi má. Em học gì rồi làm gì? Em tính rồi, em sẽ học tại chức cao đẳng kế toán, với lại học thêm Anh văn và Di tính nữa. Vậy hả? Vậy thì ráng học đi. Mai mốt tốt nghiệp xong rồi chị sẽ xin ba chị cho em vô làm công ty của ba chị nha. Thiệt hả chị? Ừ. Mừng quá. Em cảm ơn chị nhiều nha. Ông ơi, ông có sống khôn thác thiên mà về đây để chứng kiến cho mẹ con tôi. Lam Anh, có chuyện gì không? Tôi nghe nè. Chuyện lớn rồi bà ơi. Chuyện gì vậy? Ba Bội Châu bị nhồi máu cơ tim đang cấp cứu ở trong bệnh viện đó. Bệnh viện nào? Tôi nghe bà Bội Châu nói là hình... Thôi thôi, bà nhắn địa chỉ cho tôi đi. Ok, để tôi nhắn qua cho bà liền nha. Ai cấp cứu vậy em? Bà của Bội Châu bị nhồi máu cơ tim. Sao lúc này nhiều người bị bệnh tim vậy? Lo lắng quá mà. Người lớn thì lo lớn, người nhỏ thì lo nhỏ. Tội nghiệp chị Bội Châu quá. Để anh đưa em đi nha. Dạ. Con xin phép bác con qua thăm ba bạn con chút. Ừ, đi đi con. Dạ. Anh chị sẽ cẩn thận nha. Không cần phải nhắc đâu, anh chạy xe ôm chuyên nghiệp mà. Má, con đi nha. Ừ. Ở đây chăm sóc bác má con nha đi. Ừ. Dạ. Chị đi nha. Dạ. Ước gì? Con biết má ước cái gì rồi? Con mà biết cái gì? Có giỏi tài lanh không à? Hai anh chị yêu nhau rồi đó. Thiệt vậy hả? Ừ. Bà ngồi đi, đừng có lo lắng quá. Bà ngồi đi. Ừ. Chắc không sao đâu. Bội Châu sao rồi? Bác trai sao rồi? Tôi cũng không biết nữa. Nãy giờ đang đợi nè. Còn Tiến đâu? Đừng có nhắc tới cái thằng Tiến hư hỏng đó nữa. Nó gây ra chuyện xong rồi bắt Bội Châu đứng đợi kìa. Ủa anh, má của anh sao rồi? Đã đỡ chưa? Cảm ơn em, má anh ổn rồi. Tụi em cũng tính tới thăm bác, nhưng mà Bội Châu gặp chuyện nè. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hưng? Ê, cháu. Hả? Em là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Hưng. Dạ. Ba em sao rồi chị? Không sao, nhưng mà cần phải theo dõi tiếp tục. Cô đi đóng tiền rồi quay lại đây. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vậy nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ.
bà có cần gì thì nói với tôi nha, đừng có ngại. Ờ, tôi cũng có đem theo ít tiền. Thôi mọi người ngồi đây đợi tôi chút xíu nha, tôi đi đóng tiền nha, nha. Tội nghiệp bụi Châu quá. Đúng là hoàn cảnh thật. Má thì bị tâm thần, cha Dượng thì bị tim mạch. Đã vậy lúc nào cũng phải đề phòng cái thằng ôn dịch đó. Bà nghe cái gì chưa? Bụi Châu nó kể nó còn đòi lấy Bụi Châu nữa đó. Trời đất, có chuyện đó hả? Bởi vậy hai cha con mới cãi nhau dữ dội. Nó khiến ông cụ mới lên cơn đau tim ngã quỵ đó. Ba đứa mình là chị em với nhau. Thấy hoàn cảnh Bụi Châu như vậy tôi cũng xót giùm bà quá. Mà không biết làm cách nào để giúp bà hết. À, nãy giờ lo nói chuyện Bụi Châu mà quên để ý anh Nam. Em xin lỗi nha. Đâu có gì đâu. Nãy giờ tôi cũng ngồi với Nhã Trân mà, đúng không? Bà, thấy giờ này ông dẻo miệng ghê chưa? Hồi trước hả, cãi miệng một tiếng cũng không nói, lúc nào cũng lầm li li. Thì đó khác, giờ khác. Khác làm sao? Hai người tự biết với nhau mà còn giả bộ hỏi nữa. Tôi đang ghen với bà đó nha. Trúc ở đây cậu má nha, anh về nhà trọ một chút. Anh hai cho em đi theo với được không? Bữa giờ em lên thành phố á, em cứ vòng vòng cái phòng này hoài à. Mà em nghe người ta nói, ở thành phố lớn lắm, đẹp lắm phải không anh hai? Em đi rồi ai ở đây coi chừng má. Má khỏe rồi không sao đâu. Con chở em nó đi một vòng cho biết thành phố đi. Mấy khi nó được lên trên này. Má cho em đi rồi đó, anh hai chở em đi nha. Đi thì đi. Con đi nha má. Má giữ sức khỏe đó. Ừ, hai anh em đi cẩn thận nha. Má nghỉ khỏe nha. Ừ. Má con đi. Ừ. Chị, thuốc của chị nè. Nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chị. Dạ, chị để đó giùm tôi, cảm ơn chị. Chị thiệt là khéo sanh á. Sanh đứa nào cũng đẹp, con trai cũng đẹp, mà con gái cũng đẹp. Nhìn hai đứa tụi nó đâu giống ở dưới quê lên. Đẹp hay xấu mình muốn cũng đâu có được chị, là do trời cho hết chị à. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chị. Dạ cảm ơn chị. Gì? Từ đây về nhà trọ của anh hai á, có đi ngang qua nhà chị Nhã Trân không? Có không? Không. Anh hai chở em đi ngang nhà chị Nhã Trân cho em ngó cái đi. Ngó làm cái gì? Nhiều chuyện quá. Thì để khi mà em về quê á, em còn nhớ nhà của chị. Gặp chị được rồi. Biết nhà làm gì? Đi mà anh hai. Anh hai chở em đi coi đi anh hai. Thôi. Tốt nhất là em không nên biết. Sao vậy? Em không thể tưởng tượng được đâu. Là sao ta? Nhà chị giàu lắm phải không anh hai? Ừ. Cỡ nhà bà Sáu Lộc tiệm vàng, má nhỏ Hồng Ngọc lớp em không? Nhà nó 5 tấm, giàu nhất huyện luôn á. Không bằng một góc nữa. Trời ơi ghê vậy hả? Anh hai chở em tới đó coi đi. Mệt quá. Đi nha. Ngó một cái đi liền nha. Anh hai là nhất luôn á. Wow.
Trời, nhà thờ đẹp quá anh hai hả? Mà anh hai, tới nhà chị Nhã Trân chưa vậy? Sắp tới rồi, nhưng anh chỉ chạy ngang chứ không ghé vô nhà đâu nha. Sao vậy? Anh hai đứng ngay cửa, cho em ngó kỹ kỹ một chút, em về em kể cho má nghe nữa. Thôi nhiều chuyện quá. Ôm chắc kìa, té xuống đường bây giờ. Vững chắc đây nè. Tưởng Đức mẹ đẹp quá à. Tới rồi đó. Đâu? Đâu anh hai? Đâu? Đó. Đâu? Đây nè. Thấy chưa? Ê, rớt dép anh hai. Anh hai, em rớt dép. Cái con nhỏ này lớn tầm ngồng rồi, ngồi xe còn rớt dép nữa là sao? Nhanh lên. Trời ơi, nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được luôn. Đi à, cho em coi chút đi mà anh hai. Có cái gì mà coi con không biết thôi mà. Đi lên anh hai. Nè, coi chừng nha. Đau. Lão cả lắm nha. Giả bộ rớt dép phải không? Trời ơi, không có coi nữa. À, anh hai, chị Nhã Trân ở trong này phải không? Không coi nữa. Em lo quá à. Lo gì? Em không biết chị có yêu anh không nữa. Mà nếu chị yêu anh á, em không hiểu tại sao chị yêu anh luôn á. Em mới nghĩ chứ, biết cho đi thế nào cũng nhiều chuyện à. Đi hỏi chị đi. Lên xe. Dữ quá à. Nhanh lên. Trời ơi, nhanh lên. Từ từ. Gì nữa? Ba má chị Nhã Trân có biết hoàn cảnh gia đình của mình không? Không. Vậy họ có đồng ý chị Nhã Trân lấy anh không? Anh không biết. Em nghĩ chắc là không quá à. Vì gia đình mình nghèo, còn gia đình chị Nhã Trân thì quá giàu. Mà em không có trách ba má. Em sẽ cố gắng lên Sài Gòn kiếm việc gì để thay đổi cuộc sống. Mình hay có ở dai không? Ý em hỏi là bạn trai của anh đó. Anh ở một mình. Vô đi. Đứng đó ngó lung tung làm gì? Đây là thành phố chứ không phải ở dưới quê. Ở trên này đèn nhà ai nấy sáng. Ở bên phòng bên kia có ai dòm ngó hai anh em mình á. À, bà chủ nhà đó. Chắc là chị tưởng em là bạn gái của anh á. Trời, vậy là chị thích anh rồi. Anh hai của em đào hoa quá. Vậy là em đã khám phá thêm một bà chị nữa. Em ăn nói vậy hả? Chị Nhã Trân mà biết được là buồn lắm đó, biết chưa?
Anh hai, em mà lên thành phố á, em ở chung với anh hai được không? Em thấy cái phòng này cũng đủ chỗ cho hai anh em mình ở luôn á. Chuyện này anh chưa tính tới, nhưng nếu như vậy á, thì anh phải ngăn cho em một phòng riêng. Chi cho tốn kém vậy? Em chỉ cần một cái chiếu trải nằm thôi được rồi, giống như dưới quê á. Không được. Em bây giờ lớn rồi, thành thiếu nữ rồi biết chưa. Nếu như sau này anh có tiền á, anh sẽ thuê cho em một căn phòng giống vậy, chịu không? Anh bày giảng chi cho tốn kém vậy? Để dành tiền đó gửi về cho má mua thuốc còn tốt hơn. À, chị Bích chủ nhà. Em chào chị. Mời chị ngồi. Không dám. À, đây là Trúc, em gái của tôi ở dưới quê, lên đây nuôi mẹ tôi đó. Vậy hả? Trời ơi, hèn chi, đẹp gái giống anh đi đúc hà. Em mấy tuổi rồi? Dạ, em 17 tuổi, em đang học lớp 12. Lại đây chị biểu. 17 á, là bẻ gãy sừng trâu đó nha. Hồi chị bằng tuổi em á, là đàn ông con trai á, xếp hàng dài 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 vậy nè. Xếp hàng làm gì vậy chị? Chờ để duyệt hồ sơ, để làm bạn trai chứ làm gì. Trời, vậy chắc là chị nhiều bạn trai lắm hả? Lắm mối tối nằm không. Cuối cùng á, chị vẫn phòng không chiếc bóng. Chị ở bên phòng bên kia phải không? Sao em biết? Tại nãy anh hai chở em về á, cái em nhìn qua, em thấy bóng của chị. Em gái của tôi vui tính quá à. Chị Bích, em gửi chị 2 triệu, hôm trước về quê em có mượn của chị á, cảm ơn chị nhiều nghe. Chị có chị hoài à. Bộ chị già lắm hả Trúc? Dạ không, nhìn chị đâu có già đâu. Nhìn chị không nhỏ hơn anh hai của em thôi. Nói dễ hiểu chút đi, chị chậm hiểu lắm. Dạ thì tức là nhìn chị đáng tuổi chị anh hai của em á. Vậy chắc chị phải đi mỹ viện tút lại quá à. Thôi em ở chơi nha. Bích về nha, bạch mã hoàng tử. Về quê lên á, phong trần quá trời, đẹp trai quá trời luôn ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị về nha em. Dạ. Về quê lên, phong độ quá trời, đẹp trai quá trời luôn. Từ nhỏ nó đẹp đôi ghê ha. Chắc chắn là kỳ này Tuấn Trung nó về á, mình phải làm xui gia với nhau ha. Hình như em có chuyện. Phim hay ha. À chị, đây là lần đầu tiên em đi coi phim luôn á. Phim 3D nữa chứ, coi đã mắt luôn. Đúng là con gái nhà quê lên Sài Gòn nhìn cái gì cũng đã mắt hết ha. Chị, anh hay chọc em lắm á. Vậy thì mai mốt lên Sài Gòn lé mắt cho coi. Anh đó, anh không biết em gái của anh xinh đẹp hả? Nhiều anh chàng ngắm nghía lắm đó nha. Thiệt không chị? Thích quá à. Mai mốt á, em về quê, em sẽ cho mấy đứa bạn em biết tay. Tụi nó ỉ nhà giàu, có nhiều đồ mặc á, tụi nó cứ chọc em có cái áo dài mặc hoài à. Vậy thôi bỏ đi. Bây giờ có chị Nhã Trân rồi, còn ngán ai nữa. Mà chị Nhã Trân cho em quá trời đồ luôn. Mà ở dưới quê không có giống như thành phố đâu, không có được diện đồ đi chỗ này chỗ kia. Yên tâm đi, mai mốt lên Sài Gòn chị dẫn em đi mua nhiều đồ nữa chứ không. Cảm ơn chị. Mà chắc em về quê em sẽ nhớ chị lắm luôn á.
Xạo mà nịnh. Xạo chị nữa hả? Thôi em về để má đợi ha. Anh hai mình thiệt là may mắn khi quen được chị Nhã Trân đó. Chị, Sài Gòn rực rỡ hoành tráng quá chị ha. Em không tưởng tượng được luôn á. Cảm giác của em lúc này giống như là em tới nhà chị vậy đó. Em yên tâm đi, anh chị sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực. Em cảm ơn chị. Nhưng mà... Sao, còn chuyện gì nữa hả? Em không biết liệu gia đình chị có cho chị lấy anh hai của em không. Tại vì gia đình chị thì ở trên trời, còn nhà em thì... Nói gì? Đó không phải là trở ngại, mà trở ngại lớn nhất chính là lòng mình có quyết tâm hay không thôi. Em vô trước đi, anh đưa chị Nhã Trân về. Dạ. Trúc, nói má ngày mai chị lại nha. Dạ, chị ngủ ngon. Em ngủ ngon. Bye bye. Lại quần áo mới nữa hả? Của chị Nhã Trân cho con phải không? Dạ, má thấy đẹp không má? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà không có hợp với nhà mình. Con sẽ lên Sài Gòn, vừa học vừa làm. Con phải thay đổi chứ. Chị Nhã Trân đã khuyên con và hứa với con rồi. Nếu Nhã Trân nói vậy thì má còn tin tưởng. Chứ để con lên đây một mình, má không yên tâm chút nào hết á. Má, nếu mà chị Nhã Trân lấy anh hai thì má nghĩ sao? Lo mà đi ngủ đi cô nương, rồi muốn mơ gì mơ. Sáng mai má con mình về nhà rồi đó. Thôi má nghỉ ngơi nè, con đi thay đồ đây. Ngày mai má anh xuất viện rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn hoài. Em không thích nghe anh nói vậy nữa đâu nha. Ê, khoan. Gì? Tóc anh bị dính gì nè? Ba, lại đây. Hả? Lại đây. Có chuyện gì vậy? Thằng nào vậy? Bà có biết nó không? Cậu bạn học dạy bơi cho Nhã Trân đó. Anh bấm chuông kêu dì Tư ra mở cửa nha. Anh về nha. Bye bye. Chào cậu.
Bà dạy dỗ quản lý con cái như vậy đó hả? Mai mà tôi với bà nhìn thấy, lỡ như anh chị Trí vô tình bắt gặp thì sao? Dạ. Con hư là tại mẹ, người ta nói không có sai mà. Bà làm tôi thất vọng quá. Tôi bận trăm công ngàn việc, giao con cái nhà cửa cho bà quản lý vậy mà. Em xin lỗi anh, em sẽ răn dạy con lại. Dạy cái gì mà dạy nữa? Nó làm như vậy chẳng khác gì tụi con gái mà vô giáo dục đâu. Em nghĩ con cũng không đến nỗi như anh nói đâu. Bà còn bảo che cho nó nữa hả? Bà kêu nó đó xuống dưới phòng khách gặp tôi. Bà không dạy được, để tôi dạy cho. Anh à, để mai được không anh? Đêm hôm như vậy em e là không có tiện. Anh nên ngủ cho khỏe đi. Làm sao mà tôi ngủ yên được khi thấy cái cảnh đó chứ? Trước mắt mình á, nó còn dám làm như vậy. Thử hỏi sau lưng mình, nó còn làm chuyện gì khác nữa. Anh à, con nó không đến nỗi như vậy đâu anh. Đứng đây làm gì nữa? Đi. Thôi được rồi, em đi liền. Ngày mai má anh Nam về dưới rồi. À, để tôi nói với bội Châu, tiện má ảnh về nha. Thôi khỏi, mất công hai bà. À nè, ngày mai bà nhớ lên trường coi dự tốt nghiệp nha. Tôi coi rồi, 2 tuần nữa Nhã Trân nhớ kiếm người chụp hình 3 đứa mình mang hy đội mão đó nha. Đương nhiên rồi, học 4 năm đã có nhiêu đó thôi đó, để làm kỷ niệm cho con cháu nó xem chứ bà. Thôi ngủ đi nha, ngủ ngon. Ngủ ngon. Chưa ngủ hả? Má có chuyện gì mặt má buồn so vậy? Con hại má rồi. Con đã làm gì? Tự con phải biết chứ. Ba con đợi con ở phòng khách á. Xuống trả lời ổng đi. Kêu ba đi. Ba gọi con. Con nó gọi ông kìa. Hai má con ngồi xuống đi. Đi con. Ba muốn con trả lời thành thật với ba. Cậu đó là ai? Quan hệ với con ra sao? Thưa ba đã gặp anh Hoàng Nam ở nhà mình rồi. Lúc anh tới dạy con bơi đó. Anh là bạn học cùng trường với con. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Con yêu cậu ta hả? Dạ. Ba không phải là người lãng mạn. Tình yêu đối với ba rất thực tế. Con sẽ lấy anh ta làm chồng chứ? Dạ. Con à, sao con lại vội vàng như vậy chứ? Con suy nghĩ kỹ rồi má. Nếu không sống chung với anh Hoàng Nam, con sẽ không sống với ai khác. Bà nghe nó nói chưa hả? Tôi có cảm giác tôi với bà chưa bao giờ sinh ra nó. Con không cố ý phủ nhận công lao ba má đã nuôi con khôn lớn. Nhưng con lớn rồi, cho con quyền tự do lựa chọn người con yêu chứ. Không có tự do gì hết. Áo mặc sơ qua khỏi đầu hả? Ba không cho phép con quen với thằng đó. Nó là một thằng lừa đảo, một thằng đạo mỏ. Anh ấy là người tốt, là người có tư cách. Ba không được phỉ báng người ta như vậy. Ba nghe nó trả treo với tôi chưa? Sao bà còn ngồi yên đó? Ba
Bà làm cái gì đi chứ? Sao cứ ngậm miệng hoài vậy? Đúng là con hư tại mẹ mà. Ông à, tôi xin lỗi ông. Tôi không cần bà xin lỗi. Tôi cần bà dạy lại nó kìa. Sao bà lúc nào cũng áp bức má vậy? Con làm lỗi thì con chịu. Bà đừng có lôi má vô đây. Im đi. Vô đi. Dạ thưa chú gọi con. Điều tra người này cho tôi. Dạ. Dài đẹp không má? Đẹp, vừa lắm. Chị Nhã Trần dắt con đi may đó. Hôm nay con cho tụi nó lé mắt luôn. Từ đó giờ hả, tụi nó cứ chê con là có cáo dài mặt hoài. Thôi con à, họ nói gì thì mặc họ. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời đâu con. Người ta sống ở đời đó, lấy cái nhân cái đức làm đầu. Chứ đồng tiền thấy đó rồi mất đó con à. Nhưng mà nếu không có tiền á thì lấy đâu chữa bệnh cho má chứ. Con á thì con nghĩ khác. Đồng tiền nó đâu có lỗi gì đâu. Quan trọng á là mình kiếm tiền và sử dụng đồng tiền nó như thế nào thôi. Má nhìn chị Nhã Trân á, chỉ giàu vậy đó mà chỉ đâu có chảnh chọe như mấy nhỏ học lớp con đâu. Bữa nay hả, con á sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Con nói làm sao vậy? Hả? Con tính làm gì người ta chứ? Đừng có lời qua tiếng lại không hay đâu nghe con. Bề gì á, mình cũng là nghèo khó, không có so bề gì được với người ta đâu nghe con. Mình đang nghèo, nhưng mà mình sẽ không nghèo nữa đâu má. Má tin con đi. Con làm cái gì ra tiền mà con nói như vậy? Bộ tính bắt chước người ta lấy chồng Đài Loan hay là Hàn Quốc hả? Không, không có đâu má ơi. Con sẽ đi theo chị Nhã Trân lên Sài Gòn. Con sẽ lên Sài Gòn học nè. Chắc chắn chị Nhã Trân sẽ giúp con. Trước sau gì thì chị Nhã Trân cũng là chị dâu của con thôi mà. Con có đang nằm mơ không vậy? Con đang tỉnh mà. Con nghĩ là anh con sẽ lấy được cô Nhã Trân sao? Dạ, thì đúng rồi. Con thấy hai anh chị đang yêu nhau luôn á. Đã đành là vậy, má cũng biết. Nhưng mà nhà mình vậy thì làm sao hả con? Nhã Trân có thương anh con á, thì cũng còn ba má nó làm sao? Người ta giàu có như vậy đó, chịu ngồi xuôi với má sao? Thôi, giờ con đi học đây, má không có suy nghĩ nhiều nữa nha. Cái gì tới sẽ tới thôi mà. Đây nữa nè má. Chị Nhã Trân mua cho con luôn á. Đẹp không? Là con kêu nó mua hay nó mua cho con? Không dám đâu. Cái áo dài này cũng vậy nè. Tự chị Trân dắt con đi may luôn á. Chứ con đâu nói gì đâu. Thôi đi học đi cô nương. Nhớ không được gây sự với người ta đó nghe chưa? Dạ. Thưa má con đi học. Thank you.
ông có sống khôn thác thêm thì về phù hộ cho thằng Nam với con Trúc. Tôi bây giờ đau yếu, không biết sống chết ngày nào nữa. Tôi không biết mình còn được ở bên cạnh con được bao lâu nữa. Ăn đi. Ngon quá à. Ngon không? Ăn cái này nè, ngon lắm. Ê tụi bay, sao lúc này không thấy con Trúc đi học ha? Ờ, tiền đâu mà học. Có chiếc áo dài mà còn không nổi á, huống chi đi học. Ê, con nhỏ nào diện dữ vậy ta? Con Trúc. Con Trúc hả? Ừ. Phải nó không? Nó chứ nó ai đó. Có mùi Đài Loan, Hàn Quốc diễn đây nè. Mùi phèn thì có. Có phèn cũng chỉ là phèn mà thôi. Tân trang cỡ nào á thì quê vẫn cứ quê thôi. Áo dài này mượn của ai vậy ta? Đồ mượn hả? Tụi bay là mấy đứa mỏ nhọn nhiều chuyện. Ủa, thích xía chuyện người khác lắm hả? Rồi nè, giờ sao? Sao? Rồi đánh tôi mỏ mẹ giờ mày tin đây? Không? Dạ. Thôi, vô lớp học hết đi. Em cũng vô lớp đi. Vô lớp nghe chưa? Dạ. Dạ thầy. Sao? Gì mày? Mấy con bánh bèo. Mày á? Lạ lắm nha, hình như nó từ trên trời đổ xuống á. Hình như nhà nó mới trúng số á. Đẹp thì có đẹp thiệt, xịn thì có xịn thiệt, nhưng mà ở đâu vậy ta? Thôi đi mấy bà, đứng đây nó hoài. Vô lớp hay đồ có gió thỉnh. Ờ đúng rồi. Cô chưa vô đâu. Chỉ còn 2 tháng nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây là một cái mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của các em. Cho nên các em phải tập trung cố gắng ôn bài cho thật kỹ để làm bài thi cho thật tốt. Đây là kỳ thi rất quan trọng. Nếu các em có vấn đề gì gặp phải trong học tập thì hãy liên lạc ngay với cô để cô kịp thời giải quyết. Có ai có ý kiến gì không? Mời các em. À, dạ em. Mời em. À, thưa cô, nếu mà mình học ngu, à, học dở đó cô, mà mình không chịu khó ôn tập học hành, suốt ngày chỉ lo tụ tập rồi nhiều chuyện, thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp là bao nhiêu phần trăm vậy cô? Các em im lặng đi. Trường hợp của bạn Trúc vừa hỏi, thì khả năng thi đậu chắc chắn bằng không. Con Trúc có chơi tụi mình kìa. Nhục chưa? Các em im lặng đi. Nè, tiếng sáng vô. Cái chụp tôi có chuyện. Rồi rồi. 2, 3. Rồi rồi rồi. Từ 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 từ. Hãy đợi xíu. Vô 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 xíu vô vô. 2, 3. Chạy hình tôi rồi. 2, 3. 2, 3. Rồi. Đẹp lắm. À, trời. Để em chụp cho. Ơi ơi. Em chụp cho hai người nha. Cầm giùm em cái này. Ơi, còn tôi nữa. Vô duyên. Bà đứng ở đâu? Thì tôi đứng ở giữa. Không hai người ta đang mùi mẫn mê ly. Cái bà nhảy vô phá đám mà. Ờ. Ê Trân, hai người chụp xong mới cho tôi chụp với anh Hoàng Nam một tấm nha. Trời đất ơi. Anh Hoàng Nam có chịu không? Hỏi anh thì sao hỏi tôi? Anh có đồng ý chụp riêng với em một kiểu, được không? Cái nhỏ này. Rồi, được rồi. Lát nữa anh đồng ý làm người mẫu chùa đó. Vậy phải chụp chung với em nữa nha. Vô đi, tôi chụp cho hai người nha. Tình cảm vô. Chụp nha. 1, 2, 3. Trời cô bả kìa. Rồi đổi kiểu đi. Rồi đổi kiểu đi kiểu. Kiểu gì nữa bà? Ừ. Tôi thấy bà độc quyền chiếm đoạt quá nha. Ờ. Coi chừng tôi với Bội Châu kiện bà về tội. Tội gì? Vi phạm luật cạnh tranh.
Đấy, đúng rồi, rồi chụp đi. Chụp đi, chụp đi. Trời ơi, làm ơn chụp nhanh nhanh đi. Nóng quá rồi mấy cô nương đi, à. Chụp đi, chị ghét. Rồi, cười lên. Ê, ê, ba. Sư phụ, sư mẫu bà tới rồi kìa. Ba má. Em à, em ở đây nha, anh đi ra ngoài một chút nữa. Anh đi đâu? Anh ở đây với em. Trần. Má. Dạ, chào dạ, bác. Chào con. Cô giỏi quá. Dạ, chào bác. Bác chúc dạ, mừng cái con nghe. Chào hai bác. Em chào anh Trung. Chào em. Anh nhìn thấy không? Con dâu mình giỏi thiệt ha. Hôm nay áo mão xinh sang thiệt ha. Sao ba má bây giờ mới tới? Cô Oanh nghe con tốt nghiệp, cô Oanh đòi đi. Má rủ mọi người đi chung cho vui đó. Vậy ba cháu đây là bạn thân của Nhã Trân phải không? Dạ, dạ, tụi con là bạn thân. Cái cậu này là bạn sao với các cháu vậy? Dạ. Dạ. Anh là bạn của cháu ạ. Con. Dạ đây thưa chú. Đây là nhà của mẹ Hoàng Nam, hiện đang sống với đứa em gái ở dưới quê. Nhà này thuộc hộ nghèo. À, tôi xin giới thiệu, đây là Tuấn Trung, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ về. À, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. Chào các bạn. Chào anh, rất hân hạnh. Chúc mừng cháu, sẵn đây gia đình chúng ta chụp chung một tấm hình lưu niệm luôn nghe. À, đúng rồi, đúng rồi. Dạ thôi, dạ, cháu xin phép về. Tụi con xin phép đi trước à. Tụi con đi đâu vậy? Bà ở đây nha, tôi ra với tụi nó một chút. Dạ, cháu xin phép đi trước. Cậu gì đó ơi, chụp giùm tôi một tấm hình nha. Nam Nam chụp giùm bác đi con. Chụp giùm bác mấy tấm hình đi. Dạ. Cảm ơn con. Xích vô con. Rồi rồi, mọi người đứng sát vô. Xích vô con. Rồi rồi, xích vô con. Ê, khoan. Nhã Trân à, con qua chụp chung với bác tấm hình. Chụp chung cho đẹp nghe con. Con nghe. Đi đi con. Nè, cười lên con. Dạ, 1, 2, 3. Anh Nam, sao anh buồn vậy? Cà phê tan hết đá rồi kìa, anh uống đi. Không có gì đâu, cảm ơn bồi cho. Anh đừng có để ý chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Tánh bà Nhã Trân lại vậy đó. Nhưng mà nó chỉ biết có mình anh thôi à. Cái người gì đâu mà xí xọn, miệng gì cứ tí lia tí lia. Dâu tôi, dâu tôi, dâu tôi. Ai con dâu bả chứ. Mà nè, tôi thấy anh chàng đó cũng lịch sự sáng sủa. Hay là bà nhà vô làm con dâu bả luôn đi bộ cháu. Hả? Trời, không thèm nha. Tôi là tôi dị ứng với mấy bà mẹ chồng kiểu dạng vậy lắm á. Ê, Lam Anh, Lam Anh. Hay là bà nhào vô đi. Tôi thấy cái người này có vẻ hợp với bà lắm á. À nè, sắp tới hai bạn có dự định gì không? Ngoài chuyện lấy chồng. Em hả? Việc làm thì để từ từ tính. Còn việc lấy chồng hả? Thì không. Đó giờ em nằm có một mình quen rồi. Bây giờ tự nhiên nghĩ có một người đàn ông nằm bên cạnh. Nổi hết cả gáy áo luôn rồi nè. Trời ơi, có mới nói nha. Chứ sao. Ê, hay là lúc đó bà sẽ kéo vô, kéo vô, kéo vô. Anh ơi, lại nằm gần em. Bà cứ chọc tôi không mà suy bụng mình ra bụng người ta. Bà nha. Trân, Trân tới rồi kìa. Sao mặc dù ụ giờ. Tụi tôi tưởng bà đi luôn rồi chứ. Chán quá.
Tôi không muốn mà ông già cứ bắt ép hoài. Trời ơi, thôi mà thương. Nhưng mà bà bỏ đi như vậy rồi hai bác ăn nói sao với người ta? Kệ, mỗi người chỉ có một cuộc đời. Hồi con thi tốt nghiệp ở bên bển á, không có ba má, không có hai bác, tiếc quá à. Mà cũng may á là cũng có mấy bà con Việt kiều họ chụp hình nói chuyện nên cũng đỡ buồn. Anh Lâm biết không, hôm tốt nghiệp của cháu ở bển á, vợ chồng tôi bận quá, hàng quá ứ động không có bán được, thời gian đâu mà qua bển dự lễ chứ. Vậy cũng hơi lo ha. Thôi cũng trưa rồi, cả nhà mình đi ăn nhà hàng nha. Ủa mà Nhã Trân đâu rồi? Mới đây mà không biết nó đi đâu nữa. Bà gọi cho con nói sao rồi? Dạ dạ, chị đợi tôi chút xíu nha. Trốn đâu cho thoát, bị truy nã rồi em ơi. Con nghe nè má, có gì không má? Con đang ở đâu vậy? Sao nó đi thay đồ một chút rồi quay trở lại mà giờ không thấy đâu hết trơn vậy? Mọi người đang chờ con đó, ba con bực bội lắm. Nó nhỏ nhỏ thôi, con không có nên làm như vậy. Cô Quỳnh rất thương con đó. Nhưng con không muốn làm con dâu của cổ, má biết mà. Thương con kiểu đó con không chịu được. Điều đó xâm phạm vào quyền tự do của con. Phải hỏi ý con, coi con có chấp nhận hay không rồi mới tuyên bố chứ. Cứ coi như mọi chuyện đã rồi, con yêu ai con cũng đã nói rồi, má biết điều đó rõ ràng quá mà. Nhưng mà ba con không có đồng ý cậu ấy. Ba con quyết liệt chống lại. Ba nói chỉ biết có mình Tuấn Trung thôi. Trong chuyện này con thương má, nhưng con xin lỗi, má nói là giùm với ba. Nhưng mà ba đây, con về ngay, không cần biết có chuyện gì hết, rõ chưa? Alo. Anh à. Hai cha con anh sao căng thẳng với nhau dữ vậy? Càng ngày càng không coi tôi ra gì. Anh à, bớt nóng đi, con nó còn dại dột, từ từ về nhà mình dạy dỗ. Bà đừng có nói nữa. Bà có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đại học của nó. Nó đâu còn nhỏ dại như bà nghĩ nữa. Tôi chỉ sợ nó bị người ta dụ dỗ, rồi tôi với bà còn phải ăn nói làm sao với anh chị Trí nữa chứ. Mình nói khéo để anh chị thông cảm, rồi về nhà tính sao ha? Ra nông nổi này á, tất cả là tại bà. Thôi, nuông chị nó quá mà. Tôi mà. Hình như là hai bác có chuyện gì hả? Chúng tôi thành thật xin lỗi anh chị trước và cháu Tuấn Trung. Anh chị có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Cháu Nhã Trân bị xỉu vì kiệt sức. Mấy đêm nay đêm nào nó cũng thức khuya để lo lễ tốt nghiệp ở trường. Nên bây giờ nó bị xuống sức quá. Vậy cháu nó bây giờ ở đâu rồi? Hay là đưa vô bệnh viện đi, tôi có quen bệnh viện này rất là tốt. Dạ. Đúng rồi, để tôi lấy xe hơi chở cháu nó qua nhà bác sĩ Hải á, bác sĩ chữa bệnh cho tôi nè, tốt lắm. Vậy đi ha. Dạ dạ, cảm ơn anh chị. Hai đứa bạn của nó đi về nhà nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi xin lỗi đã làm chị mất vui hôm nay. Không sao. Được dự lễ tốt nghiệp của cháu là tôi vui rồi, còn liên quan ăn mừng bữa nào chẳng được. Dạ cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Bác xin lỗi nha Tuấn Trung. Dạ không có gì ạ. Thú thật lúc đầu là anh cũng bị sốc, anh bị choáng, giống như là ai đó đấm một cú đấm cực mạnh vào mình khiến mình bị tổn thương. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi luôn, vì anh cảm thấy mình thừa thãi quá. Những gì em làm cho anh không đủ chứng minh tình yêu của em dành cho anh sao? Anh biết là em yêu anh, nhưng anh cũng nhận ra những trở ngại to lớn ngăn cản tình yêu đó. Anh không sẵn sàng để vượt qua những trở ngại đó hả? Anh luôn sẵn sàng vì anh yêu em, nhưng anh không thể bộc lộ
Bởi vì anh thấy ngại. Ái ngại điều gì? Dư luận. Người ta sẽ nói anh yêu em vì tiền bạc và tài sản. Anh đã từng nghe người ta nói, biết thoát khỏi những dư luận của xã hội sẽ giúp cho con người ta cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Cái chính là anh yêu em, anh còn sợ điều gì nữa? Em biết là nhanh rất nghèo, hầu như không có gì quý giá cả. Anh là thứ tài sản quý giá nhất rồi còn gì. Anh không nên để những lời thị phi làm quen ố tình yêu của tụi mình. Phải biết dũng cảm để vượt qua mọi thứ chứ. Tâm hồn của em thật to lớn, khiến đôi khi anh thấy lo lắng. Không biết mình có đáp ứng được tình yêu đó không. Nếu như anh không đáp ứng nổi thì em thấy sao? Em chỉ cần anh một điều. Điều gì? Yêu em, yêu em, yêu em. Tụi mình sẽ đi hết cuộc đời của mình bên nhau. Những người thân quen của chúng ta sẽ kể cho nhau nghe chuyện tình yêu của tụi mình. Đó là lý do tồn tại của anh và em trong cuộc đời này. Anh có đồng ý như vậy không? Bây giờ, nhờ có tình yêu của em mà anh tự tin hơn. Anh không còn cảm thấy mặc cảm gì nữa. Anh sẽ cùng em đi tới những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Và luôn luôn muốn nói với em một câu. Câu gì? Yêu em. Yêu em. Và yêu em. À! Nếu như trái đất có nổ tung ra thì em cũng mãn nguyện. Hoàng hôn đẹp quá anh thấy không? Đỏ rực, giống như những đám mây đang bốc cháy vậy đó. Điện thoại em kìa. Kệ. Em thích ngắm hoàng hôn, tại vì nó đem lại cho em nhiều cảm xúc. Đó là sự chấm dứt để khởi đầu một cái mới. Bà nói đi, nó đi đâu từ sáng đến tối mịt vẫn chưa về. Bà gọi điện thoại nó vẫn không nghe là sao vậy? Chắc nó đi chơi với mấy đứa bạn thôi mà. Bạn nào hả? Thì Lâm Anh, Bộ Châu. Tụi nó ba đứa chơi thân với nhau từ hồi trung học tới bây giờ đó. Bà lấy gì làm chắc chắn là nó không đi với thằng kia hả? Thằng nào? Cái thằng chụp hình cho mình hồi sáng này nè. Cái thằng mà tới đây dạy bơi cho Nhã Trân nhà mình nè. Cậu Hoàng Nam đó hả? Cậu Hoàng Nam đó tôi thấy cũng tử tế mà, đâu có gì đâu. Không có gì hả? Nó bám vô con mình để đào mỏ, bà biết không? Ông à, dù sao á cậu ấy cũng học hành đàng hoàng, lại có tư chất, ngoại hình thì tốt, dễ tạo cảm tình với mọi người. Tôi nghĩ cậu ta có tương lai đó. Bà biết gì về gia thế cậu ta chưa? Chưa, vì tôi chưa có dịp hỏi. Nhưng cậu ta cũng kín đáo lắm. Bà coi đi, rồi bà sẽ rõ. Có đúng là nhà của cậu Hoàng Nam không? Thằng Sơn trợ lý của tôi, nó phải về tận Trà Vinh để xác minh chụp hình
để làm bằng chứng cho bà thấy đó. Không đúng đâu. Sao gia đình cậu ấy lại khổ cực như vậy? Tôi thấy cái chuyện này có cái gì đó không rõ ràng. Khổ như vậy thì lấy tiền đâu mà ăn học đại học tới 4-5 năm trời trên đất Sài Gòn. Nếu bà không tin á, ngày mai tôi cho thằng Sơn lấy xe chở bà xuống dưới đó để bà thấy tận mắt, nghe tận tai, được không? Nếu đúng như vậy á, thì cậu Quang Nam này quá giỏi luôn á. Nhà nghèo mà ăn học thành tài như vậy, ông thấy có giỏi không? Có cái gì đâu mà bà khen ngợi cậu ta quá đáng như vậy chứ. Nên nhớ thời buổi này, miếng bằng đại học chẳng có giá trị gì. Vấn đề là tiền bạc và địa vị ngoài xã hội kìa. Nhưng mà tôi thấy Nhã Trân nó thương. Thương cái gì? Đó là cảm tính, cảm xúc bồng bột thôi. Tuổi trẻ mới lớn, tôi công nhận là cậu ta đẹp trai, thu hút phụ nữ. Nhưng loại đàn ông như vậy thì cần phải cảnh giác bà ơi. Những bằng chứng bà thấy đây nè, càng cho thấy mục đích làm tiền của loại người này nè. Nó làm mọi cách bất chấp thủ đoạn. Nè, anh về nha. Nhanh quá à. Ê, bye bye. Sao dì Tư biết con về mà ra mở cửa hay vậy? Dì Tư có nhớ con không? Nhớ chứ sao không nhớ. Nhưng mà ông bà chủ đang gây gỗ với nhau với phòng khách đó. Nói chuyện gì vậy dì Tư? Thì dì nghe phong phanh đâu á là chuyện của con quen với cậu Hoàng Nam thì phải. Dạ. Tôi rất lo lắng khi cậu ta đeo đuổi Nhã Trân nhà mình à. Nhưng mà biết sao giờ ông? Còn mình nó thương người ta quá à. Phải cắt đứt mối quan hệ đó ngay bây giờ. Cắt đứt bằng cách nào? Tôi thấy chuyện này không có ổn chút nào hết á. Có chuyện gì con Nhã Trân nó oán trách tụi mình. Tôi tính như vậy. Mình sẽ cho Nhã Trân đi Mỹ du học, ở bên cạnh Tuấn Trung, và hoàn cảnh mới, để tách khỏi sự đeo bám của thằng kia. Chắc chắn tình cảm sẽ nảy nở giữa hai đứa. Bà thấy Tuấn Trung thế nào? Cậu Tuấn Trung rất là tốt. Nhưng vấn đề là con Nhã Trân nó có chấp nhận hay là không? Phải chấp nhận thôi. Bà cố gắng động viên Nhã Trân đi, để nó đi Mỹ du học. Dài 3 năm trở về, còn thay tôi quản lý công ty nữa. Ông tính vậy thì cũng được. Thôi thì để nó về, tôi sẽ nói cho nó nghe. Con không đi. Nhã Trân à, nghe má nói nè con. Nhã Trân, Nhã Trân à, con à. Con với cái. Bà còn ở đây làm gì nữa? Chạy theo nó đi. Thôi được rồi, từ từ rồi tính mà. Trân à, Trân, Trân à, mở cửa cho má đi con. Má có chuyện muốn nói với con nè. Trân à, mở cửa đi con. Mở cửa cho má nói chuyện với con nè. Trân à, mở cửa cho má đi con. Má có chuyện muốn nói với con à.
Trần ơi Trần, Trần, con ơi mà cởi cho má đi con. Con à, mà cởi cho má. Trần con, má đi mà. Tại sao con? Con đã nghe hết tất cả rồi. Má bây giờ suy nghĩ cũng giống như ba thôi. Má sợ hãi khi thấy gia đình anh Hoàng Nam nghèo khổ. Con à, để má vào phòng nói chuyện với con. Đừng ở đây. Không, má bây giờ đã không như trước. Má đứng về phía ba má bỏ con. Sao con lại nói vậy? Má thương con mà. Má muốn con được hạnh phúc. Nhưng mà làm sao con có thể có được hạnh phúc khi con phải bươn chải khổ cực hả con? Con đã quyết định rồi. Con không thể lấy ai khác ngoài anh Hoàng Nam. Con xin lỗi má. Trần à, Trần, tới chưa cậu Sơn? Cậu còn nhớ chỗ đó không? Từ từ đi anh, em đi qua một lần nên em không nhớ lắm. Để coi. Ê kìa 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 anh, đó, anh quẹo qua cây cầu đó là tới đó anh. Dạ. Nhà này là nhà người quen của cậu hả? Anh nghĩ sao mà em quen với cái hạng người này? Anh ở đây đợi em nha. Dạ. Có ai ở nhà không? Dạ, chào cậu. À, cậu tìm ai? Ở đây có phải là nhà của thằng Hoàng Nam không vậy? À, dạ đúng rồi, tôi là má của thằng Nam nè. À, mà cậu kiếm thằng Nam có chuyện gì không? Nó đang ở trên Sài Gòn á. Tôi muốn gặp bà chứ không phải gặp nó. Gặp tôi. Dạ, dạ mời cậu vô nhà. Dạ, mời cậu ngồi. Không có bụi đâu cậu, đừng lo. Cậu cứ ngồi đi. Mời cậu uống nước. Cảm ơn, tôi uống rồi. Dạ, chẳng hay cậu tìm tôi có chuyện gì không ạ? Tôi là người nhà của cô Nhã Trân. Chắc bà biết cô Nhã Trân chứ? À, dạ, dạ biết chứ. Cô Nhã Trân là người ơn của tôi mà. Cô khỏe không cậu? Cô nhờ tôi xuống đây nói với bà là bà đừng có mơ mộng viễn vông nữa. Cậu nói gì tôi không hiểu. Vậy thì tôi nói thẳng cho bà hiểu. Cô Nhã Trân là con gái ruột của ông chủ tôi, là lá ngọc cành vàng. Còn con trai của bà là hạng cùng đinh vô danh tiểu tốt. Bà nghĩ coi, làm sao mà sánh được. Bà nói với nó là bỏ ý định ngông cuồng đó đi, nếu không rước họa vào thân. Cô Nhã Trân là người tử tế nhân hậu. Tôi không tin cổ là người hồ đồ khinh người như cậu nói đâu. Bà nghĩ bà có thể ngồi xuôi với ông chủ tôi được hả? Đừng có hòng. Tỉnh mộng lại đi.